Chương 64, chương văn mới. Linh hoạt lên nào, không nên tấn công đơn điệu như vậy. Ma Ken Sai đã lấy đòn tấn công của hắn nói. Mặc dù con học võ rất nhanh, nhưng con vẫn chưa hình thành được bản năng chiến đấu. Trận đấu của con với đệ tử Ma Sovetsu đã khiến con bộc lộ ra những thiếu sót của mình. Từ giờ ta sẽ tập trung huấn luyện con về mặt đối kháng, chứ không tập trung về kỹ thuật nữa. Aki Samea ngồi cạnh cái đâu nép nói. Bố nhiên xuất hiện nói. Sau trận chiến với tên ẩn sĩ, ngày nào hắn cũng phải đen nướng mà đang đi ăn ấy rồi. Ăn ấy là ăn gì? Ông ngoài nhà mới là phải đi. Ngày nào hắn cũng phải đối tám các vị chứ. Tất nhiên là hắn ăn hành tuần tập mà không được đánh chạm chút nào. Có điều hắn cảm thấy kinh nghiệm đối chiến của mình tăng dần lên. Hắn vận dụng các loại võ thuật nhuần nhuyễn hơn trước nhiều. Buổi tối hôm đó hắn trở về phòng mình sau buổi huấn luyện. Trông anh có vẻ vui cười vẻ, vui vẻ quá nhỉ. Một giọng nữ khá quen thuộc vang lên. Hắn quay sang nhìn thì ra là Ma Nhân Ca, cô ấy xuất hiện trong sân, hình như do Triều Tường. Triều Tường vào. Nhân Ca, cô làm gì ở đây vậy? Tôi đến để tìm cha tôi, với lại tôi rất vui khi anh vẫn còn nhớ tôi đấy. Nhân Ca vui vẻ nói, hai búi tóc nhỏ của cô vẫy lên vẫy xuống trông như hai mèo vậy. Hắn đương nhiên là nhớ rồi, từ hôm đó hắn cứ tự trách mình về việc quên không bắt Nhân Ca làm phép. Hắn tự nhủ là sau gặp lại hắn sẽ không để vượt mất cơ hội lần nữa. Bắt pet Ma Zenka, hắn nhìn Zenka nói. Tinh, bạn bắt thành công Ma Zenka, độ trung thành là 80, bạn có thể đưa pet vào khu vườn vui vẻ. Tinh, chúc mừng bạn bắt được pet đầu tiên, bạn nhận được thành tựu. Tinh, bạn nhận được việc thành tựu, sốc thành tựu, được mở khóa, khu vườn vui vẻ, sốc thành tựu. Khu vườn vui vẻ, không gian đặc biệt của người chơi có thể tiến hành nuôi pet ở trong diện tích. Hiện tại là 1 km², có thể mở rộng. Sốc thành tựu, bán các vật phẩm đặc biệt bằng điểm thành tựu. Chức năng mới là ngon rồi. Khu vườn vui vẻ có thể hiểu là một thế giới riêng của hắn. Hắn có thể tự do ra vào, cũng có thể đưa người khác vào. Đó là có thể mở rộng đến vô tận. Hắn đã quyết định sau này đây chính là hoàng cung của hắn. Sốc thành tựu thì dễ hiểu hơn nhiều. Trong bộ shop của hắn xuất hiện thêm một ô shop thành tựu nữa. Hắn ấn vào đó thì một tấm bảng hiện ra. Trong này có đủ thứ kỳ quái trên đời. Có những thứ khiến hắn thèm mở dãi khi nhìn vào. Silenka, Janpakuto, Dragon, Gate of Babylon, Huyết Trống Seidan, Formal, Tịnh Liên Yêu Hòa. Đủ các loại năng lực trong game, anime và tiểu thuyết. Chỉ nhìn thôi, hắn đã muốn bê nguyên cái shop ném vào ba lô của mình rồi. Nhưng khi nhìn thấy giá tiền thì hắn lại nhụt chí. Jenica 50.000 điểm thành tựu. Huyết thống Saran 1 triệu điểm thành tựu. Gate of Babylon 8.000 điểm thành tựu. Hải quân lục thức 5.000 điểm thành tựu. San Pakuto San Getsu 15.000 điểm thành tựu. Tịnh nhiên yêu hỏa 70.000. Bắt kiểu huấn công 300.000. Hắn giờ chỉ có mỗi thì cũng nắm mua được cái shop, được cái quần xiệp của Sokoku là hàng cùng, chứ đừng nói đến hệ thống sai đan. Nhưng cũng may là có rất nhiều thứ rẻ và có tác dụng với hắn. Mũi tên tình yêu sử dụng tăng mở độ trung thành của S, giá 20 điểm thành tựu. Vòng cổ trái tim sử dụng 30 độ trung thành của S, giá 50 điểm thành tựu. Asauchi Jan Okuto dạng nguyên thủy, giá 1.000 điểm thành tựu. Thiết kế tộc Uchiha, giá 1.000 điểm thành tựu. Hải quân lục thức Kepau, giá 1.000 điểm thành tựu. Hải quân lục thức Soru, giá 1.000 điểm thành tựu. Mấy các năng lực mạnh mẽ thì rất đắt, nhưng dạng cơ bản của nó thì không đắt lắm mà vẫn nằm trong khoảng chấp nhận được. Ngoài ra vài thứ phụ trợ như dụng cụ tăng độ trung thành của pet thì rất rẻ, hắn chỉ cần bỏ 40 điểm ra là có thể nâng độ trung thành của Zenka lên mắt. Nhưng hắn không cảm thấy là cần thiết, 80 điểm là đủ rồi. Đảo qua shop thì thành tựu một chút hắn đành phải tắt đi, nếu nhìn nữa chắc hắn sẽ chết vì thèm mất. Hắn nhìn qua khu vườn vui vẻ, một khung cảnh hiện lên trong đầu hắn. Đây chỉ là một hòn đảo rộng khoảng 1 km², xung quanh đều là biển bao quanh.
mở rộng khu vườn vui vẻ. Hắn thấy hòn đảo này trông khá là chật hẹp nên quyết định mở nó ra. Tinh xin hãy điền vào diện tích vào cần mở rộng, mỗi 1 km² cần 10 điểm tích lũy. Điểm tích lũy chính là điểm dùng trong shop thông thường. Khi hắn mới lên level 50, hắn đã xem qua shop đó, rồi nơi đó chỉ bán những thứ bình thường như đồ ăn, máy móc linh tinh, nói chung là các đồ bình thường có thể kiếm được ở thế giới thực. Điểm tích lũy có thể đổi bằng tiền, cứ 100 USD có thể đổi được 1 điểm. Tài sản của hắn có tới 100 triệu USD, có thể đổi được tới 1 triệu điểm. Hắn trước hết mở rộng hòn đảo khoảng 1.000 km², tốn hết của hắn 10.000 điểm tích lũy. Nhưng đó chỉ là một hòn đảo trống, hắn định bụng sẽ kiếm thời gian vào đó và mua đồ trang trí sau. Hắn tắt hết mấy tấm bảng đi và quay sang nhìn Jenka. Cô bé giờ này đang đứng cạnh hắn, nhìn hắn nãy giờ. Jenka mặc dù trở thành pet của hắn nhưng thái độ của cô không thay đổi gì nhiều, vì độ trung thành cũng chỉ là chỉ số dựa trên độ ảo cảm và suy ra thôi. Việc bắt pet này chẳng qua là một tạo mối quan hệ giữa Jenka và hắn, chỉ khác là giờ hắn có thể ra lệnh cưỡng ép cô làm việc cho dù cô không còn muốn. Nếu không ra mệnh lệnh gì đặc biệt thì mối quan hệ của hai người vẫn như vậy. Chúng ta đi vào thôi Jenka. Không lạ, cách xưng hô của Jenka trở nên thân thiết hơn nhiều. Hết chương 64.
Ôi anh Hùng, hôm nay đến muộn đấy. 50 rồi anh. Gần xong rồi. Rồi là 19:50. Anh đoán bây giờ anh em được bao nhiêu phút rồi? Anh không biết. Anh không biết bao nhiêu sao trên trời này. Ấm thế này, đây là ấm áp luôn đấy các bạn, ấm áp luôn à, quá ấm luôn, là ấm áp. Cướp tiền từ Caribe Xin chào các bạn, hôm nay tôi với các bạn sẽ đọc phần tiếp theo cuốn sách 10 điều tạo nên số phận. Cả căn phòng như đông cứng lại. Sếp đá tôi một cái dậy gầm bàn, tôi yêu cầu tôi ra ngoài.
Cô có biến không đây? Ông ta hỏi. Kiệt sức hoàn toàn rồi hả? Cô có biết chúng ta đã vất vả bao lâu mới có được cuộc phỏng vấn này không? Cô có nhận thức được rằng nếu cô bỏ đi, chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ có thể quay lại được, quay lại không? Castro là người hay thay đổi ý kiến. Cô phải túm lấy ông ấy ngay khi có thể. Tôi hiểu hết những điều ấy. Tôi bảo Diệp thì, nhưng tôi không thể không về nhà. Nhìn lại con gái bé bỏng của tôi, chắc cũng chẳng bao giờ biết phân biệt ngày đầu tiên đi học là thế nào. Nhưng tôi biết. Tôi quay vào trong và nói cho Castro biết. Đó là con đau lòng của tôi, nên tôi phải. Tôi sẽ quay lại nếu ông có thể làm ơn cho tôi. Tôi nghĩ chắc xịp tôi phải lên tăng không mất. Nhưng không trần trừ các chỗ nói. Chương 65, xoáy hậu cung. Cứ đưa con không thể tin được là Ma Kensei lại có con. Tôi chưa bao giờ nghĩ ông có thể đẻ con. Sazaki tin lạc nói. Đúng vậy, là mẹ nó đẻ chứ không phải tôi. Apa, hai người chẳng giống nhau gì cả. Không hỏi, tôi không có tin. Apa trai đi thương nói. Nó không vì đó là con gái, mọi người vẫn chưa thể tin được. Nó không Ma Kensei là con gái. Lúc này, Nhiệm Ca đang ngồi bên cạnh ôm lấy tay hắn, gạch cạch. Một tiếng động vang lên, hắn quay lại nhìn. Và Miu vừa rất mấy chén trà. Thật lạ là vì bình thường Miu rất cẩn thận. Thế mà việc cô luyện võ từ bé nên không thể như vậy được. Xin lỗi, Miu đủ cuộc nói. Miu nhanh chóng lấy khăn lau dọn chén trà đổ. Nhưng trong suốt quá trình, cô vẫn nhìn chằm chằm vào hắn và Zen Ka. Đồng như nhận ra điều gì, Zen Ka lại không chặt tay hắn hơn. Cô ép bằng tay hắn, khiến hắn nâng nâng. Chia sẻ công việc. Nếu bạn muốn, nhưng họ không muốn. Miu thấy thế thì trừng mắt nhìn Zen Ka. Zen Ka không chịu thua mà nhìn lại. Hai cô nhìn nhau mà quá nhiều doanh nghiệp mắt vẽ ra tia lửa. Còn hắn ngồi ở giữa, vẫn không nhận ra điều gì lạ. Kenichi, chúng ta đấu tập với nhau một chút đi. Miu đi từ nói, được thôi. Hắn vừa hoàn thành bài tập của Sasaki Sensei, nên cũng muốn đấu đối kháng để thử vận dụng những chiêu học, chiêu mới học. Kenichi, đấu với em đi, thỉnh thoảng đổi đối thủ, cũng giúp anh làm quen với những đội pháp nhau đi. Hắn còn đang ngập ngừng thì bỗng nhiên Miu nói, đúng đấy, có lẽ một đối thủ mới sẽ tốt hơn. Miu một cười nói, Miu, hắn thấy Miu mặc dù đang cười, nhưng cảm giác nói với hắn là có gì đó không ổn ở đây. Mọi người mà ăn chưa đi nào, Miu gọi to. Cần có hai người. Ồ, hôm nay ăn sang thì cá chim này à? Mới sinh ra được đứa trẻ không? Chồng tôi có thể là không thay đổi sự nghiệp tới mức như tôi đã làm từ khi chúng tôi còn có con, nhưng anh có thay đổi và anh luôn làm cho những chúng ta nói người cùng làm việc. Hôm nay ăn xong một chút để mời Dân Ca và Ma sư phụ gặp lại nhau. Chính Miu hắn nhìn vào đĩa hạt của hắn ngập ngừng. Sao con của cá từ bé thế? Trong đĩa của hắn là một con cá cơm bé tí như ngón tay vậy, trong khi con cá của mọi người to như bàn tay của ba trai. Kenichi, anh ăn con cá của em nè. A nào. Tôi lại một tiếng động vang lên, hắn giật hết cả mình. Cơm của cậu đây. Miu vẫn cười nhưng lại tỏa ra một khí hết sức nguy hiểm. Hắn nhìn phát cơm của hắn có đúng một hạt. Lúc này mà hắn còn không biết Miu đang ghen nữa thì hắn là đồ đần mất rồi. Hí hí, tuổi trẻ thật là tốt. Trưởng lão và mấy vị sư phụ đang ngồi cười thầm với nhau ở một góc. Buổi tối hôm đó hắn về phòng mà chẳng có cái gì vào bụng hết. Nếu không phải hắn có đồ ăn dự trữ trong ba lô thì hắn và hắn có thể mua nguyên con lợn quay ở shop chỉ với vài điểm tích lũy thì chắc hắn phải nhìn đó rồi. Bây giờ hắn chưa thể biết bắt được Miu nên chuyện cô ghen này rất dễ hiểu. Độ hào cảm của Miu bây giờ tăng thêm một chút, nhưng chỉ là 75 điểm thôi. Quá thật để bắt, hắn muốn độ hào cảm của Miu phải là 90 trở lên thì hắn mới tiến hành. Bắt, còn giờ thì phải chịu cảnh hậu cung bị cháy một thời gian vậy. Hôm sau hắn hỏi tới bơi để vui chơi, còn hắn phải luyện tập mấy bài tập quái đàn của mấy ông thần. Luyện tập sức mạnh phần thân dưới. Hắn vừa tập vừa ngó sang nhìn mấy cô gái trong mấy bộ áo bikini, đặc biệt là Shigu. Quả thật mở giờ đang mặc trang phục đồ bơi truyền thống của cô, lại mới được bà cố. Mắt hắn sáng rực lên, suốt cả buổi sáng hắn cứ để ý ngắm mấy cô gái nên không chú ý điều tiết sức lực. Mấy bài tập khiến hắn tay chân bủn rủn hết cả. May mà đã xong rồi, hắn đang nằm được bơi trên bờ. Trong cái lĩnh vực gần như là hắn làm gì được một lúc thì ngẩng đầu dậy nhìn có xung quanh, hắn không thấy Miu đâu cả. Bất chợt hắn nhìn sang một góc của bể bơi thì thấy Miu và Zen Ka đang đấu với hai tên lạ mặt. Hắn nhận ra đó là hai tên thuộc hạ của lão hỏi Habuki tới để đưa Zen Ka về.
Có điều kể cả chúng chỉ làm theo lệnh như dám ra tay với một cô gái mà chỉ vì hắn không thể tha thứ cho hai tên này được rồi. Hắn lập tức lao tới đó tấn công hai tên này. Hai tên này bị hắn tấn công bất ngờ nên rất nhanh bị đánh bại. Nhưng cuối cùng sau đó Ma Kensei đã nhận ra hai tên này và tên Cap đồng ý đi về với ông chú Hakumi. Hiện sớm ngày còn lại nhà anh Kenichi. Yanka đang nói lời tạm biệt với họ. Tôi đi đây, Yên Ca quát lên với Miu. Hiện gặp lại sau nhé mèo cưng. Miu xoa đầu và gãi cổ Yên Ca làm có những mắt hưởng thụ. Công nhận Yên Ca hành xử giống mèo thật. Hai người này sau trận chiến ở bể bơi thì trở nên khá là thân thiết. Tình hữu nghị của phụ nữ thật là kỳ lạ. Hết chương 65.
Chương 66 thành quả huấn luyện. Lần này có lẽ là đủ rồi. À, còn phải mua thêm 10 cân rau nữa. Mew đã cầm một tờ giấy nhỏ lẩm bẩm. Mew à, đã hết chưa vậy? Hắn giờ đang chìm ngập trong các loại bao bọc, túi sách. Chỗ này là thực phẩm trong một tuần của Lương Sơn Bạc. Bây giờ nhờ vào sự giúp đỡ của hắn mà bọn họ đã cải thiện phần nào đời sống của mình. Bây giờ Sasaki đến xin hắn tiền mua rượu chứ không xin Mew nữa. Tiền mua quà vặt cho Apachai cũng là hắn bỏ. Vẫn đi được mấy khoản thực vật nên Mew có thể mua được nhiều thực phẩm cho hơn. Chỉ có điều người chịu khổ lại là hắn. Mỗi lần mua sắm đều do hắn chịu trách nhiệm phân phát. Hắn muốn ném vào ba lô cho nhẹ, nhưng người thế giới này không tồn tại phép thuật nên hắn đành phải chịu. Hắn chỉ có thể nhấn nút đem mấy bọc nhỏ cất vào ba lô, sau khi đã đến nơi thì lấy ra. Chúng ta chỉ cần đến cửa hàng rau nữa là xong. Hắn ngấn ngầm cười. May mà việc huấn luyện phần thân dưới của hắn đã hoàn thành nên cái cục tạ sắt dưới chân đã được tháo ra. Nếu không thì vác mấy đống đồ này về nhà chắc hắn gãy lưng mất. Điều đáng mừng nhất đây chính là điểm WIT và STL của hắn đã vượt qua 100, nhận được skill bị động mới. Tên Phạm Quang Hiệp, tuổi 15, level 50. Good body. Level mắc bị động, giảm 30% sát thương nhận vào, giảm 50% hiệu ứng bất lợi. Good champ. Nhưng mà mắc bị động, tăng trăm sát thương vật lý, bỏ qua 50% phòng ngự vật lý. Hai skill này cực kỳ bá đạo, bỏ qua skill God Champ do điểm STG mang lại vì nó chủ yếu tập trung vào sát thương thần vật lý. Nên chỉ cần có skill Good Body do điểm Vít đạt 100 thôi thì rất mạnh. Phòng ngự của hắn lại nâng tầm cao mới. Skill Malachel ở trạng thái bị động đã giúp hắn hấp thụ 50% sát thương. Giờ skill này bỏ qua thêm 30% sát thương nữa thì lượng đêm hắn phải chịu còn lại là 20%, còn ít hơn cả con số 30% đam phản lại do cốt đinh phúc nữa. Thử nghĩ xem đối phương tấn công hắn 1.000 đam chẳng hạn, nhưng hắn chỉ mất 200 máu, còn kẻ tấn công bị phản lại 300 máu. Vậy thì ai chơi với ngươi nữa? Ngoài ra hắn còn nhận một loạt skill khác nữa. Nghệ thuật bắt chi, level 3 bị động. Nghệ thuật tấn công bằng mây thoái, tăng 30% chính mạng vật lý khi sử dụng mây thoái. Như thuật cổ level 4 bị động, tăng 40% tốc đánh khi sử dụng Jujitsu. Quyền pháp tinh thông level 4 bị động, bỏ qua 20% phòng ngự vật lý khi sử dụng các loại quyền pháp. Vũ khí tinh thông level 3 bị động, tăng 30% sát thương khi sử dụng vũ khí, tăng 30% tốc độ đánh khi sử dụng vũ khí. Đây là skill bán đạt được sau những cuộc huấn luyện đặc biệt của các vị sư phụ, đặc biệt là sau khi dùng các loại vũ khí với Shigu thì hắn giờ có thể sử dụng hầu hết các loại vũ khí cơ bản như kiếm, đao, côn thương, cung tên và các loại ám khí như Shuriken hay Kulai. Nói chung hắn khá hài lòng với thành quả huấn luyện lâu này của mình. Hắn mới tập luyện được khoảng 2 tháng thôi mà chỉ số tăng lên rất khả quan rồi. Đúng rồi, được rồi. Vậy là chúng ta muốn tập luyện trong 10 ngày tới. Đi ra đây. Để thôi, Kenichi. Mew xách một bọc lớn từ trong tiệm giao đi ra nói. Hôn nhân là hàng lô trên đường về nhà, đến tất mấy chú đồ để hoạt vào ba lô cho đỡ vướng. Hắn và Mew đi một đoạn đường, hắn thấy một bóng người rất quen thuộc. Kisara, Lazo, cô gái ở tập đầu thật đẹp. Kisara lúc này đi khỏi cửa hàng tiệm, sau đó đi một con hẻm gần đó, hắn thấy thì gạt nên đi theo.
Ai vậy? Kenichi. Như thấy hắn đi theo một cô gái điện thoại. À, đó là bắt quyền Kisara của băng Zanazok. Tôi thấy cô ta đi vào ngõ cụt nên muốn đi theo xem có chuyện gì. Nếu không, tôi đã chẳng Miu nghe thấy cô gái kia là người trong chư tần hoàng hôn, đối thủ của Kenichi, thì tỏ vẻ nghiêm túc và hơi cảnh giác lên. Khi hắn và Miu ngó vào trong con hẻm, thấy Kisara đang ngồi sụp quay lưng vào nghiệp. Hắn đi lại gần một chút để nhìn. Ồ, hóa ra là chị đang chăm sóc một con mèo hoang. Hắn đứng bên cạnh Kisara nói là cô ta giật bắn người và lập tức nhảy ra xa. Wow, cho mình ôm nó một chút được không? Như thấy con mèo vì một khi đã con thì hai mắt trở nên long lanh. Quái mèo mèo là cơ sao tôi không thấy. Khi xa ra thì chúng làm lên, hết chương 66 thì khi tỉnh lên đi tìm bàn đơn có không biết bao nhiêu người phàn nàn về cái người mà họ đã kết hôn, đúng là điên. Ấy, đừng hiểu lầm tôi. Đừng hiểu lầm tôi, hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình, chúng tôi yêu nhau hơn 20 năm nay rồi. Năm nay tôi cưới một người đàn ông thừa nhận rằng đầu tiên và trước nhất tôi là một cá thể, rằng đối với tôi cuộc sống tách rời anh ấy cũng quan trọng như cuộc sống của chúng tôi. Bây giờ tôi biết nếu tôi lấy phản người không muốn tôi theo đuổi sự nghiệp, không chấp nhận những gia đình thiên chúa giáo hay lên đông đức, không yêu con cả như điên, thì tôi đang phải nói với các bạn về chuyện ly hôn là hàng lượt và hàng lô công việc vất vả không chịu nổi chứ không phải hôn nhân. Nhưng như thế không có nghĩa là hôn nhân của tôi dễ dàng gì. Khi tốt nghiệp đại học, tôi mơ tưởng không chỉ về một sự nghiệp hoang đường mà còn về một hôn nhân, về một hôn lễ như trong tiểu thuyết ta cụ gọi nó là ảo tưởng đáng rửa đi. Giống như nhiều thiếu nữ, tôi chỉ cho là nếu tôi chọn được người đàn ông thích hợp, có trang phục lộng lẫy, có chiếc nhẫn đẹp kiện ngất đi được và có bữa tiệc cười xa hoa thì ái chàng tầm vẽ một chiều tới hạnh phúc vĩnh hằng đấy. Tóm lại, chỉ vì bạn biết cách lấy được chồng không có nghĩa là bạn biết cách sống với chồng. Diễn viên hài kịch Jay Leno có lần nói, ai mà nói công nhân của mình là công việc khó khăn thì gần chắc chắn là người ấy có cuộc sống gia đình tốt đẹp. Quả thật, cái từ công việc nhẹ như lao dịch và những việc vặt trong gia đình hay trong nhà vậy, giống như ta sẽ không làm trừ khi ta được trả công mà phải có cả lương hưu nữa. Những loại công việc đó không phải là thứ tôi muốn nói đến trong chương này. Không, vì tôi hôn nhân không phải không đơn giản tình trạng tồn tại, nó đòi hỏi thời gian, suy nghĩ và cả sự quan tâm. Nó là hàng triệu hành động riêng biệt được thực hiện để sống, để chia sẻ cuộc đời, cộng tác, tán thưởng, cổ vũ, nuôi dưỡng tình yêu với một người. Những hành động được thể hiện một cách bền bỉ suốt quãng đường dài. Điều có thể diệt chết một cuộc hôn nhân ngay sau tuần trăng mật là ảo tưởng về hoàng tử, công chúa quyến rũ. Tôi có cần cử nhạc hiệu ở đây không nhỉ? Đó là chơi bàn đời của ta, làm tất cả mọi điều cho ta, khiến ta hạnh phúc, sắp đặt mọi chuyện cho ta, đáp ứng mong muốn của ta trọn vẹn với ta, hiểu rõ ta, sống thay cho ta, khiến cuộc đời đầy ý nghĩa hồ ta, sai lầm khủng khiếp. Tôi may mắn học được điều đó trước khi kết hôn. Sau khi gắn bó với nhau không lâu, đức ông chồng tương lai của tôi nói, đừng có mong hay trông cậy rằng anh sẽ làm em hạnh phúc. Chà, tôi nghĩ chồng tương lai của tôi nói, đừng có mong hay trông, chắc là do anh nằm vững tình anh đã tôn sung ở đấy thôi.
anh không hiểu rõ điều mình làm, chắc là do anh, nhưng anh vẫn cứng rắn. Con anh có nhiệm vụ làm tôi hạnh phúc nữa, nếu không phải làm, nhưng anh vẫn cứng rắn. Em nhất thiết phải vui sướng với bản thân em trước tiên, hạnh phúc của cuộc đời em tách khỏi những thứ mà người khác mang đến cho em. Điều này thì nghiêm túc, anh bảo anh có thể là lượng kem ở trên bánh ngọt, nhưng tôi không nên trông chờ anh là nguyên cả món tráng miệng. Cười thì đó dứt khoát không phải là bài thơ trực tình cho một bản tình ca lãng mạn rồi, nhưng tôi biết anh nói đúng.
Người ơi, em Tuấn ơi. Hả? Đôi ta đã sống không còn cơ thì mà. Phải. Người ơi. Những bài học xương máu về tình yêu là: người phụ nữ đừng trông chờ, có người đàn ông tạo nên cuộc sống của ta và khẳng định ta. Ta phải tự tạo ra cuộc đời và cả tình riêng của mình, cả tình của riêng mình. Nếu không, tôi cam đoan bạn sẽ có một người đàn ông lành nhạt, thơ ơ và đầy bực bội trong tay. Và bạn sẽ giận dữ vì anh ấy không đáp ứng được những mong đợi của bạn. Những vấn đề không nằm ở ông chồng bạn, vấn đề nằm ở những mong đợi phi thực tế của bạn. Ở đây tôi cũng nói luôn cả với đàn ông, nên nhớ tôi có đến bốn anh trai, bốn ông anh trai để nhìn. Đừng trông chờ có người phụ nữ quản lý thu xếp toàn bộ những lĩnh vực khác trong cuộc sống ngoài sự nghiệp thay cho bạn. Nếu bạn nghĩ như thế là quá nhiều và bạn không thể nào giúp lo bất cứ chuyện gì ngoài công việc, thì hãy nghĩ là: vì nếu không, tôi cam đoan bạn sẽ có một người phụ nữ quá sức căng thẳng, lạnh nhạt và đầy bực bội trong tay. Và bạn sẽ giận dữ vì cô ấy không đáp ứng được mong đợi của bạn. Những vấn đề không nằm ở cô vợ bạn, vấn đề nằm ở những mong đợi phi thực tế của bạn. Ở đàn ông và đàn bà, không có cách nào diệt triệt tình yêu nhanh hơn cách đổ lỗi cho bạn đời. Không làm được nhiều mà bạn phải tự làm cho mình. Đừng thế đấy, bạn có thể vui vẻ hạnh phúc với một người, nhưng không thể bắt anh ấy hay cô ấy chịu trách nhiệm tạo ra và giữ mãi cho bạn hạnh phúc. Thế là không công bằng, mà cũng không thể thực hiện được. Nếu bạn khiến bạn đời của mình thành người có khả năng ban phép lạ cho mình, thì kết cục bạn sẽ thất vọng khủng khiếp. Và nghĩ đó là lỗi của họ, nếu họ không làm được như thế, thôi bỏ đi, tiến thẳng tới hạnh phúc vĩnh hằng. Đoán xem là gì nào? Không, đó là một ảo tưởng khác. Tạo ra những dự tính điên rồ. Cuộc hôn nhân của tôi thực sự bền vững, mà tôi vẫn không phải là một cô vợ bé bỏng hạnh phúc 24 giờ mỗi ngày. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chồng tôi làm những chuyện khiến tôi điên ruột, và có Chúa chứng giám. Tôi cũng đối với anh ấy y như vậy. Có những căng thẳng và áp lực từ bên ngoài, từng phút từng giây đẩy ta tách xa nhau hoặc kéo ta lại với nhau. Ngay cả khi chẳng có gì to tát xảy ra, thì vẫn có những bất đồng cãi vã. Những lúc đó bạn chỉ muốn bỏ đi quách cho rồi. Cuộc sống lên rồi xuống. Và trong quan hệ thì nước tiêu cũng lên xuống như vậy. Bạn không có nghĩa vụ phải tỏ ra âu yếm dễ thương suốt ngày. Điều gì xảy ra nếu ta không đối mặt với những tình huống và những tình cảm tiêu cực không tránh khỏi này?
Ừ thì ta có thể làm mình chỉ làm bằng ảo tưởng hạnh phúc vĩnh hằng, mọi chuyện đều thật tuyệt vời, thật tuyệt, bọn trẻ thật tuyệt, anh ấy thật tuyệt, mình thật tuyệt, và chôn vùi mọi cảm giác tồi tệ xuống đất. Vấn đề là làm như thế nào có tác dụng, vấn đề là làm như thế không có tác dụng gì đâu. Rốt cuộc khi ta chịu thừa nhận rằng những cái đó không hoàn toàn ngọt ngào và tươi sáng, ta sẽ chỉ có những sai lầm không Chương thể sáu mươi sửa bảy được ba người phụ nữ thì thành một cái chợ. trong cuộc hôn nhân Đừng của đánh trống ta. làng nữa, chị đang Và cho nó uống sữa rồi còn điều gì. thực sự A à, luôn béo là mèo lông mềm ghê, đã ta để chỉ đang ăn ta trưa có thể thôi. đối mặt với từng cảm Vậy kia giác cả là cái và gì, tình hắn huống chỉ đều vào hộp thức đã ăn cho qua, mèo nói. không Đây là để Bim cho Bim, những khi chuyện này Sara xảy bỗng ra bốc lên một nắm bỏ và miệng lâu nhai. ngày lâu ngày Đừng lo, ta tôi sẽ sẽ không nói với ai đâu. Hắn vẫn nhìn Kisara nồng có cuống thể trông rất gặp đáng yêu áp nên cười nhẹ lực nói. gì về hôn nhân, Không được, có ta phải thể giết cả gian hai nghiệt người đi ở gì đây để khi bảo bạn vệ bí có mật nhiều. này. Nên là Kisara vừa định nói rằng gì nữa thì hạnh bỗng con phúc mèo của đứng hai dậy người đi ra chính khỏi là con hẻm. tin phải Lúc này có bạn người chưa đi xe kết máy đi hôn, ngang qua sắp đâm vào con mèo, nhưng cẩn nhiều thận, bạn bốp. bè của tôi Miu và cũng Kisara đã lập có tức lao quan ra. hệ lý gì bạn, Kisara tung một họ cú có sút thứ vào mặt lên đi xe mà máy, người còn bạn Miu yêu vẫn ôm mong lấy con mèo, nó có có sao gì không? cả, cha mẹ Kisara hét con to, thì muốn Miu cho liền đưa con con mèo mình vẫn có bình thể an vô tổ sự, chức cho cô ấy thở họ phào. thích có họ Hai cô gái đứng gần tranh nhau con mèo, đúng là hai người chung sở thích thân nhau ngay thật đấy. Chỉ tội cho anh chàng lái xe tự nhiên ăn tai bay vạ gió, không biết anh ta có ổn không mà ổn thì quái nào khi ăn cú sút thằng sầu vừa rồi. Nhìn anh bạn kia là một đống giữa đường, cả người giật giật mà hắn toát hết cả mồ hôi hột. Hải đang ở quần áo bỗng Huy thở dài, sau khi không con lại thở dài. Mấy vị sư phụ thấy Miu như vậy thì hỏi. Không có gì đâu ạ, Miu nhạt nhạt trả lời, trông rất thiếu sinh khí. Thấy vậy mấy vị sư phụ cũng không hỏi gì nữa, nhưng được một lúc sau bất chợt Miu đứng phát dậy. Không được, mình phải đi xem thế nào, Miu nói to rồi lao ra khỏi phòng nghỉ. Ủa, Miu làm sao vậy? Mọi người cảm thấy khó hiểu. Bỗng mấy ông sư phụ quay mắt sang nhìn hắn làm hắn giật mình. Kenichi, con hồn thì mau khai ra tại sao Miu lại hành động kỳ quặc như vậy. Đây là bí mật giữa hai bọn con nên không thể nói được, hắn tắt mối hột. Nhưng vẫn kiên cường nói, vậy thì hãy tự nói với bản thân đi, bọn ta chỉ nghe lén thôi. Akisame còn tóm lấy hắn, còn Sakashi thì giữ chặt hai chân hắn và đạp xích lô. Ai không biết đạp xích lô là gì thì nó là trò. Một đám quay vào giữ chặt một đứa, rồi hai thằng tóm lấy chân rồi dùng chân của mình ấn vào giữa hai thằng kia, trốn cực kỳ. Dừng lại, có ép buộc con cũng không nói đâu, bọn ta không ép con đâu, đây là con tự nói với bản thân mà. Akisame cười lại nham hiểm nói, a. Cuối cùng thì trước sự hành hạ của mấy ông sư phụ, hắn cũng phải nôn ra sự thật. Hóa ra Miu thở dài mấy ngày nay vì sợ bọn ta không cho phép nhận nuôi một con mèo. Hóa ra ai bảo với bọn với con là bọn ta ghét mèo. Akisame nói, không phải sao? Hắn hơi nghi ngờ nói, tất nhiên là không rồi, ta rất thích động vật. Sasaki nói, con chuột của ta cũng muốn một con mèo. Shigure nói, hắn thở dài, hóa ra mấy vị sư phụ không ghét mèo, vậy mà Miu lo lắng suốt mấy ngày nay. Vậy để con đi báo tin này cho Miu, cậu ấy sẽ rất vui cho mà xem. Hắn điểm ra khỏi con đường, chạy tới chỗ hôm trước họ gặp Kisara. Trời mưa to thật đấy nhỉ, Miu nói, để tôi chạy đi mua chiếc ô, xem ra thế này thì ta sẽ phải đem ngươi về nhà rồi. Kisara mỉm cười nói với con mèo, xem ra cô kết thân với kẻ thù nhanh thật đấy nhỉ. Bỗng một giọng nói vang lên, xem ra chúng ta phải trừng phạt cô rồi. Kisara nhìn sang, đó là mấy cô nàng thuộc hạ của Feria, nhóm Fakirai, băng nhóm tàn nữ chuyên sử dụng vũ khí. Trước đây Kisara từng là người của băng nhóm này. Cô định chơi tôi sao? Giỏi thì tới đây. Mấy cô gái kia rút vũ khí đang lao tới, dừng tay. Miu vừa đi mua ô về thì thấy Kisara đang bị quây đánh thì lao tới. Lúc này Kisara đang ở thế bất lợi vì phải ôm con mèo mà chiến đấu. Thấy Miu lao tới, cô hét to, Miu mau đưa Noi đi mau, nó cần tới chỗ bác sĩ thú y. Noi là tên con mèo cũ mà bố mẹ Kisara tặng trước khi di dị, nhưng nó đã chết rồi. Bây giờ cô ấy cũng gọi con mèo này như vậy. Cô ta là người Shinpaku Zenau, hãy tiêu diệt cô ta, mấy cô gái băng Mirat Van Kirea nói. Một chát, Miu băng tới ôm lấy con mèo và đánh bay mấy cô gái kia ra. Mấy cô gái bình tĩnh lại đi, mau đi đi, tôi sẽ giữ chân bọn họ. Kisara nói, được rồi, Miu ôm con mèo quay đi. Mong cũng ra, Kisara ôm lấy chân mấy người này nên bị họ chà đạp nhưng cô vẫn không chịu buông. Mau dừng tay, lúc này hắn từ chạy từ
Sa chạy tới khi thấy Kisaka đang bị đánh thì lập tức lao tới đánh bay mấy cô gái Kisaka. Hự, ngươi là Shirahama Kenichi đúng không? Đừng có xen vào việc nội bộ của gian Narok. Kisaka đã phản bội chúng ta, cô ta phải bị trừng phạt. Hừ, các ngươi không phải tình đồng đội cũ mà lại lặng tay như vậy. Hôm nay có ta ở đây, các ngươi đừng hòng động đến Kisaka. Đừng ra vẻ nữa thằng nhóc. Vút, một tiếng xé gió vang lên, hắn lập tức cúi đầu xuống. Một luồng gió mạnh xuyên qua tóc hắn. Để ta xem nay ngươi bảo vệ con nhóc này như thế nào. Kare Kutakachi đem vào 30. Hết chương 67. Mua đồ tặng anh à? Đó. Mua đồ tặng anh à? Em đang định tặng anh nên phải Yes.